hồi xưa chậm. Mình ấn nhúng cái gì cũng được, ấn nhúng cái chậm cũng được, nó lên nhanh. Còn pháp định nha, đây lắng nghe pháp định nè. Pháp định là cái gì? Pháp định là cái đường tiếng Tây, Tây danh từ Tây Y nó gọi là nếp nhăn mũi má, danh từ cơ thể học nếp nhăn mũi má. Chứ ông ta không nói pháp định. Pháp định là cái từ của tôi tướng á, từ của tôi tướng tướng pháp á. Thì cái làng này Tây Y gọi là nếp nhăn mũi má, nếp nhăn giữa mũi và má, mũi và má. Mình kéo cái nếp nhăn này nè, có người như thầy là xong rồi. Sau thì tên sách tướng nó nói người ta nghe có uy quyền. Tưởng tượng ra đi, nói ta nghe đúng không? Còn nhiều cô này trẻ quá thì không, không có, ít hơn, tức là không, không, nó không sâu. Nên ta lấy. Nhưng mà mình tính rằng á, 38 là từ 63 là giữa giữa nhân trung này, kéo ngang ra đụng trên nếp nhăn má, cái huyệt nó phải nằm trên nếp nhăn đó, chứ không thể coi như cái này rồi nằm ngoài là không phải. Đừng có tính cái tuyến này, đừng có tính cái dọc ngang nữa, mà tính cái trên cái bộ phận ở gần đó, nhớ không? Rồi đôi khi cái huyệt 17 nó lại trùng với huyệt 38. Thí dụ bây giờ cái miệng này nè, ở đây 17 không trùng nè, 17 đây nha, thẳng từ cái miệng lên thẳng đây, gặp thằng Sa Ba kéo ở đây, nó là 17, ở đây là tuyến thượng thận. Còn có người đi chơi không biết làm sao, miệng rộng quá, nó kéo ở đây mà nhảy lên đây trúng huyệt 38 luôn. Thì 38 với 17 trùng nhau, thì mình đang nói chữa lên đó nha, cũng chữa hai cái lúc luôn, nhớ chưa, nhớ chưa? Đó ngồi gì nữa à, chân ba không khó nè, chân ba đây nè, ở đây nè, hai lỗ mũi này nó có giữa này nè, đây nè, đó giữa đây nha, giữa hai lỗ mũi nè. Cái huyệt này nó làm hạ áp, nó làm mát nhanh lắm, hạ huyết áp, nhớ chưa? Thì mình làm cái quyền này là trong những bữa ấm, hồi đó thầy nhớ cái này lắm. Cái anh đó tên Đồng Tất Kim là đệ tử ruột của thầy, mà hồi đó nó cũng như nghiện ma túy nhưng mà giỏi đó. Thì cho vô làm đội viên y tế, đội viên y tế hay bên cạnh này hay đi. Thì bữa nó tới, nó đi tới tới để gặp thầy. Thầy nói mày táo bón tuần lễ ra vậy? Nó nói chờ sao thầy biết hay thầy? Sao thầy biết em táo bón? Biết sao biết không? Mụn rồi, mụn nhọn đây, mụn mụn á, mụn mụn á, mụn mụn ở đây ngay việc gì yên cho mụn mụn ba nè. Cái thầy lợi thì cãi thầy ra này, nặng thầy ra rồi sao đi cầu hay không? Ông viên chẳng vui, lúc viên chẳng vui cũng như nhiều đứa các bạn vô à, anh lâu lâu rồi nè bị mụn 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 đây ở việc gì nên cho nó gì 2-7 năm em rồi. Ho không? Ở này ho không? Ho không? Ủa ho sao tôi biết hay vậy? Thầy thấy đây nè, có một người ở cái bụng này nè, rồi kêu nặng ra cái rồi xong, phải ho. Cho nên cái nặng bụng cũng là chữa bệnh đó, diễn chẳng á, nó nóng quá. Nặng đẩy ra rồi phải ho, thấy không? Hả? Ở đây cũng vậy. Còn bị 88 này ăn 88 mà có nè. 88 nó nghe hớp xương, xương gốc hạ, xương quai hàm nè, khớp thái dương hàm, nhai 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 nha, tầm đây nè, tầm đây nè, thấy nè, tầm đây ra không, thấy tầm đây không? Thì trong đó là 188 trị với khớp khớp da nhẹ nè, mình để nó tầm đây nè, đó nè, ngay đó, ngay đó là 188, khó tìm lắm. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nó dưới mấy tóc mai á, dưới mấy tóc mai này. Thì chị khớp đây, nhiều khi bạn cứ căn cứ vào cái đường dọc, đường ngang, coi trạc quà, làm trạc quà. Nó tương đối thôi, cái đường vẽ tương đối thôi, mình phải lấy quay vòng nhỏ. 88 ra, rồi... À, 45 sao? Cái 14 nó ở dưới này nè, bây giờ nó còn chăm chim. Thành ra nó là đây nè, đúng đây. Các bạn thấy không? Da đây nè, da này chỗ này nè. Đây nè, chỗ này nè. Da hồi đó trong gym đây nè, đầu bị ngủ. Khó lắm ạ. Bây giờ lý bây giờ khó nhưng mà mình biết cho nó rồi. Mình hơ. Hơ là trúng. Hơ đó đúng, nó bắt nóng lắm. Còn như ăn hơi khó.
14 nha, còn 275 từ 14 kéo ngang ra đụng cái mí tóc mai, bờ trong mí tóc mai là nguyệt 275, cũng như chị Di Mộng, chị Mộng này kia. Còn nguyệt 16 nè, 16 người ăn đúng rồi, 16 nè, 16 này nè, ở nếp nhăn này nè, cuối nếp nhăn này nè, đây là chỗ này nè, 16 cuối nếp nhăn này nè. Đó. Mà cái quyền đó khi bạn chảy máu nó đập mạnh như lắm. Cái quyền này khi mà bị đứt tay chảy máu nó đập mạnh lắm, dễ biết lắm, rất dễ biết. Đè cho anh xíu cầm lên, chỗ đó nó có một cái đập mạnh to. Rồi quyền 57 nó ở dưới đó, 57 các bạn tìm là để trị xe đũa thành hay lắm. 57 đây nè, vô trong này nha, vô ngoài ngoài nha, đây nè. Ví dụ thầy này vô đây nè, lên vô trong này nè, sao được tim, tim đập nhanh á, anh thân chú An Sơn Nguyên á, chú đi máy bay chú không đi được. Hồi xưa á, chú lên cái là tim đập quá trời đó, chú sợ quá chú bỏ xuống. Nhưng mà sau này chú học chiến tranh rồi đó, chú nó liều mạng đi thử, lấy người con bảy chơi thử luôn sao. Chú lên qua là mệt, chú bấm hai quyền 57 nè, bấm đè đó, đè lâu ngồi ra tự nhiên tỉnh hồn lại kia rồi đi được. Từ đó cái ông sợ nữa, chứ nó chỉ sợ đi cái bài nữa. Để đây nè, không phải người ta mà tiêm đập, tiêm đập dữ luôn á, thì cái đó là quyền mà chống xe rượu là một. Chống xe rượu mấy người này hay uống rượu đó ha, 57 bên trái này nha. Đây để nằm làm bộ làm duyên mà làm gì vậy, làm bộ làm duyên. Là bộ vậy, nó nói là bộ dính đầu bộ gì đó, đầu nó răng gì đó. Để hồi tỉnh chơi tiếp, chơi lật mấy đứa kia luôn. Uống ái uống lại. Mà nó kỳ chỗ này, nó kỳ chỗ này nè. Thì thầy nhờ mấy đứa học trò nói rồi biết. Nó lạ một cái là qua ăn sao thức dậy tỉnh bơ, không có mùi rượu luôn. Còn thường thường cái đó mới hay. Chứ còn thường tới uống rượu sáng dậy cũng có mùi rượu, nó không có mùi rượu. Thì cái này là cực kỳ lợi hại. Cái đó mấy bạn không suy nghĩ tiếp, nó lý do gì, cái quyệt nó có cái công năng gì mà khiến cho không hết mùi rượu, đó là vấn đề quan trọng. Tất nhiên mình đừng lợi dụng nó, mình đừng có tham quá, mình thấy cái đó mình là hoài ảnh hưởng gan. Mặc dù nó đã làm cho tiểu mang gan, mà nó ổn, nó làm bớt nhiễm độc gan. Nói chung bây giờ các bạn lắng nghe này, thầy cũng không có nghiên cứu hết cái chiều sâu của những người thầy đã tìm ra. Thầy nghiên cứu mới nửa lần là bởi vì thầy làm ở trên có 6 năm à. Sau đó khi về rồi lo chữa bệnh, chứ lo đi nước ngoài đi dạy học nhiều quá, không có thời gian mà đi nghiên cứu tiếp nữa. Chứ không phải tới đây là ở đâu, nó có những cái quyền mà mình không biết. Hồi xưa thầy làm là thầy ở trên đó nó vắng, chỉ có chuyên môn nghiên cứu quyền người ta chứ đâu có làm gì đâu. Rồi trên sâu quá không. Nhưng mà sau đó khi mà hạ sân xuống núi rồi đó, bắt đầu lo chữa bệnh nó có làm gì đâu. Không có thời gian nghiên cứu được nữa. Hồi xưa mình buổi sáng mình lôi một người ra, hai ba người ra, mình cứ mằng mò, mình nghiên cứu, mình thí nghiệm, mình làm này tới làm đuôi, rồi mình ghi chép chép, mình ghi chép chép, thì ra được mới đó. Bây giờ đâu có cơ hội làm, khó lắm mà nha, đừng có tưởng. Các bạn người ta cho đánh giá công trình của thầy là lớn, tất nhiên cái người nào vô tư ra, chứ còn nếu họ không thích thì nó lớn là tại sao? Cái công trình chăm cứu của tàu đó, nó có mất 3.000 năm. Thì cũng được mấy trăm quyển thôi chứ đâu có nhiều. Mấy trăm quyển thầy cũng làm tương đương nhưng có 6 năm thôi. Vợ mình thầy làm 6 năm thôi. Các bạn biết vì thầy tìm ra được bí quyết tình nguyện đó, thì đâu ấy thầy đó. Bây giờ nó tiếp nha, gì nữa à, nguyện này có nè, đây đây 15 đây, 15 đây vô hỏng này nè, ông bà tỏ nè, ông bà tỏ nè, ông bà tỏ nè. Đây nè, đây nè, chữ quý áp cao, quý áp xuống dưới, quý áp xuống dưới. Đó, ấn nó thốn lắm. Khi quý áp cao ấn nó thốn, nó đau lắm nha. 15 á, ấn vô, mình coi bên nào đau mình làm bên đó. Coi bên nào đau làm. Mình ấn, coi bên nào đau mình làm bên đó. Thì cái quý áp
xuống dưới 15 là hạ xuống dưới, 16 là hạ xuống trên. Bạn có thể đánh là 14, 15, 16, ba cái quyền này hạ quyền áp 14, 15, 16 thôi. Thì vậy đó. Rồi bây giờ quyền 278 nha, 278 nơi gốc này khó nha, gốc này nè, gốc này, gốc tráng, 278 trị khớp vai, thủ ít được biết. Ở đây nè, mình lấy quyền giọt nè, mình mằng, mình kéo kéo cho này đau, chứ người, người đó đang khớp vai thì có thấy đau nhiều. Mình đau chỗ này nè, đau quay, đau quá, mình đánh mình dây, 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 gì đó. Đau khớp vai, 278, thì lấy quyền giọt tìm, nghe, tìm, tìm nè. Đau quá trời quá đất, rồi đúng. Đây lắng nghe, lắng nghe. Khi các bạn làm đúng, giống như bạn mở cửa đúng chìa khóa, làm đúng thì nhẹ liền. Không đúng không thôi vậy. Dễ biến quá mà. Tới đây hiểu được chưa? Rồi, rồi. À, số 4 à. À đây số 4. Số 4 là hồi xưa lâu lắm bây giờ mới làm lại. Đây lắng nghe số 4, lắng nghe số 4. Đây. Các bạn biết được số 4 chưa? Mới dạy nãy. Sáng mốt nhích lên về phía trong khoảng 2 ly, nhích lên phía trên khoảng 2 ly. Đây nè. Sáng mốt phải không? Đây nè, sáng mốt nãy biết rồi. Bạn đẩy lên trên chừng 2 ly, bạn đẩy lên trên về phía trong 2 ly nè. Đây nè, lên. Mà khi có quay giò đó, khi có quay giò nó rất dễ. Nó ra liền à, không có gì khó đó. Thế nên biết chưa? Đẩy lên 2 ly, đây nè. Đây nè, sáng mốt phải không? Nhít lên trên 2 ly, 2 ly chút xíu hả? Đụng đau quá trời quá đó. Với điều kiện là khi người ta đau bao tử, bao tử trào ngược á. Cái này hay lắm nha. Ấn chút xíu và dây dây. Rồi xuống. Bao tử trào ngược. Thế đây này, chỗ này làm ơn ngó gì cho rõ. Đây, đây vô trong này mới ngoài đâu nha. Ở trong này này không bây giờ còn năm đâu à. Bây giờ lắng nghe đây, lắng nghe đây, lắng nghe đây. Bây giờ thầy biết hồi nãy giờ đó. Lắng nghe đây, lắng nghe đây. Các bạn thấy thầy dạy quyền là mê không? Mê lắm em. Thầy đã dạy nhiều lớp rồi, mới đặt thầy thắc mắc tại sao con người ta mê quyền, biết không? Bây giờ mấy bạn biết tại sao không? Biết không? Biết tại sao con ta mê quyền không? Biết sao không? Mấy bạn mê, mấy bạn không biết không? Biết sao không? Lắng nghe này, lắng nghe này. Tiền có phải bằng số không? Tiền không phải bằng số không? Tiền phải số chứ. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, 5 đồng, 1 ngàn gì đó. Nói chung thầy phát hiện là loài người mê số. Không là người mê số. Cái gì tới số? Tại sao mê số? Lắng nghe đây, số mệnh đó. Ví dụ số mệnh cũng mê số. Số là nó cụ thể, nó rõ ràng, nó khoa học. Người ta nhận biết được. Tại vì số 2 thì không phải là số 1. Mà số 2 cũng mê số 3, số 3 cũng mê số 4. Cái gì đâu nó rõ. Thứ hai là tiền nó dính đến số. Càng nhiều số càng nhiều tiền, thấy không? người ta mê số lắm á, số đề như vậy. Thầy thắc mắc chứ, hãy nói tới quyền là mê lắm. Mà quyền của thầy thay vì quyền của tạo thì tên quyền mới gọi tên quyền. Ví dụ quyền ta hợp cốc hay là quyền gì đó, túc tâm lý hay cái gì đó à, thì nó là tên thì không ấy. À, nhưng mà rõ ràng rằng con người ta mê số hơn mê tên. Mê số lạ lùng ghê nha. Là về dám có số mà. Cho nên khi mà nói tới quyền là mặt mày sáng trưng. Rõ ràng á, quyền số khác là nó khác. Số 1 khác số 3, số 3 khác số 8. Đâu ra đây hết, đâu ra đây hết. Thấy chưa?
thì các bạn biết thầy dạy số quyền, nhưng mà khi thầy dạy sinh nguyện, sinh là sống, sinh là biến đổi, thì các bạn không có dễ không ưa bằng cái nguyện có số. Nguyện có số rõ ràng, số cho 7 đứa khác xuống, số 50, à quên rồi, 50 là từ con người đổ xuống, phải không? Mà từ số 4 thì kéo ra, nào ra. Bên phải này mà thầy thấy học trò thầy lộn hoài, không biết thì coi cái gương thì nó ngược nói, mà thấy mặt người ta thì chỉ cái mặt người ta, cái mặt mình thì không chỉ, mình chỉ cái mặt người ta nhưng người lộn hoài không, cứ nhớ đừng có nhớ mặt bên này mà nhớ bên trái bên phải thôi, mà bên trái phải của mình, tức là của người bệnh nhân á. Ví dụ nói bệnh nhân đúng không, bên phải bên trái của bệnh nhân. Ví dụ bây giờ gan, người gan 50 là bên phải của bệnh nhân, mà nếu mình bệnh nhân đây thì bên phải đây, bên trái đây. Bây giờ 37 phải không, 37 nó giữa người đổ xuống, nhưng mà từ cái khoảng giữa của cái này 74 nè, giữa của từ đoạn từ 61 tới 64 kéo ngang ra đụng tới thằng 37, nó trên đây là 50 như này, trên đây được chưa? Được. Còn cái thằng 39 nó nằm trên nếp nhăn của máy, 39 phải nằm trên nếp nhăn à, chứ không được nằm lên này, không được. Nó nằm trên này à, thằng máy nghe đi, đừng có đưa thầy nói được. Thì bây giờ còn thắc mắc con số gì đó đây? À, 139, phải đây không? Ở đây, từ cái đứng tay này, kéo lên đây, lấy quay giò giò khoảng hình như 1-2 phân đây nè. Nó tỷ ra của gái gì thì quên rồi đây nè. Người này cũng ít người biết lắm, người này ít người biết lắm. Còn ở trên này, trên khoảng 126 nó có việc 500 mấy, 500 năm mấy gì đó quên rồi. Ở đó đó. Vì nó ít xài, mấy người ít xài, nó nằm trong tóc ít xài. Hả? 3653 đây nè, lắng nghe đây, cái 87 nó ở giữa này, giữa hồ cao 87 nó điểm vô ra xin xuống như đây 365 gần chót, ừ gần chót á, gần chót đó, thì nó là 365 là, thì các bạn đố mà biết tại sao thầy để 1365 lại lên thầy đặt số vui luôn. Thì đặt số hồi có khi cũng lộn sổ nhớ số rồi đặt số mới. Thì 365 là ngày nào người ta cũng đi cầu 365 ngày. Được quyền 300 biết gì không? Tại sao để 300 phải không? 300 là quyền thận. Mà mấy người gia đàn ông á, mà đến quyền 300 bên trái á, bên trái thì nó xìu thì nó xuống, còn bên phải thì nó hưng phấn, anh nó yếu thì đánh nghĩa lên. Mà số 2 số 0 là giống hai dịch hoàng quá, hai dịch hoàng của đàn ông á, hai số 0 này nè giống hai cái hồn giá của đàn ông á, thì thành ra đặt trên 300 đó là lên tại sao đặt 300 cho nó dễ nhớ. Hai quả trứng ấy, hai quả trứng gà đó, hai quả trứng gà, hai quả trứng gà của đàn ông, một quả lớn một quả nhỏ. Bạn nên nhớ bây giờ kiểm tra coi. Hả? Số 3. Thì hồi đó thì nhớ quán đó tới cái khoảng thời gian đó là cái giải số tới số 3 rồi. Nhưng mà cái giải số tới số 3 rồi. Nhưng bây giờ để cho nó dễ nhớ là số 300 nó thiên về cái vụ đó, nó thẳng đó. Hai quả trứng gà đó, hai quả trứng gà. Mà các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đây lắng nghe nè. Hai quả trứng nào ông nó lớn, hai quả trứng, ở quả trứng trứng của đàn bà nhỏ xíu, nhỏ ơi nhỏ luôn. Một quả trứng của đàn ông to ơi to nó so với đàn bà. Mấy người đàn bà hồi xưa đó mà nói chuyện mà ví dụ giận con quá hay gì đó, mà nói với người đàn bà bình dân đó, tao quýnh xúc trứng mẹ giờ, tao quýnh xúc trứng mẹ giờ. Giống như trứng gà. Thì để chị dễ nhớ thôi chứ không gì hết. Không nhớ được rồi. Các bạn hỏi gì nữa không? Có hỏi gì nữa không? Mua hay là mua vui không? Bên này vui không? Nhớ phải không? Vậy ghi mấy cái thêm thầy à. Quên không biết thầy, không biết mấy bạn có ghi âm không nha. Có ghi không?
bị mấy cái lúc trước nó ghi âm để dây này ghi âm về mới nhớ mở ra nghe, nhiều khi mà nãy mình quên quá, cho nên bây giờ các bạn nhớ ghi âm đi ăn. Bữa nay mình đọc gần tới mức là ngày mai sẽ dạy hơi nhâm đốc đeo từng ngày cứu có đồ đừng cho đó. Tự nhiên cái hơi nhâm đốc nó khó mà phải bắt nằm dài ra, cởi quần áo ra không có gỡ đâu nha, không có gỡ khỏi sợ. Nghe nói sợ quá, cởi quần áo chơi luôn mà được thì nằm đẹp ra lên bắt là không bắt được nằm đẹp á. Đây nè, được nhớ là nhớ là điểu mai nghĩ rồi nhớ là điểu với nhau trang rồi bắt lên nha, bắt cái ở đây lên. Bây giờ nó giận nha, bây giờ về nè nhắm mai chuẩn bị nha, chuẩn bị nha mấy người bận đồ đẹp ra ngoài nghe chưa, tôi mà tôi lỡ tôi bắt chúng người nào nó lên được nha, bận đường xấu không được nha. Thơ mà tôi nói nè, hai người bên đây một người, bên đây người rồi tôi dạy cho hơ để mấy người thấy hết được á, để người biết hơ là chúng mà hơ nhâm đốc mà hơ được rồi đó là hay lắm, tại vì có nhiều bệnh nặng quá khó quá đâu phải hơ bắt buộc hơ được hả, hơ chứ hơ vậy anh về anh rồi đi.